Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh zShop TV. Hôm nay với chủ đề là talk show thứ hai thì mình cũng muốn tranh luận với các bạn một chút xíu về các sản phẩm mới ra của Fujifilm, cũng như là các bạn xem kênh YouTube đã có những cái tranh luận với nhau là lôi so sánh giữa M50 và X-A7. Đó, có người thì lại bảo là X-A7 ngon hơn, tốt hơn, đẹp hơn, dễ sử dụng hơn. Có người lại nói Canon M50 rẻ hơn, ngon hơn, mà huyền thoại, nói chung là hot hơn, tốt hơn. Đấy, thì giữa hai cái sự là phân vân đó thì đâu là đúng, đâu là sai. Giữa một sản phẩm đang là có bán giá bán lẻ là 15.900, còn chiếc Canon M50 này là 13.700. Đó, thì hôm nay anh với Tuấn thì cũng tham khảo qua, đúng không? Cũng xem qua hôm nay, xem qua thông số rồi, cũng có thử rồi, có test rồi. Thì bây giờ với cái câu hỏi như thế, với cái tranh luận như thế, hôm nay mình zShop mình sẽ gọi là so sánh công minh và rõ ràng, đúng không? Để cho mình và các bạn xem video có thể tự so sánh được. Rồi, bây giờ Tuấn nói về M50 trước đi. Đó, Tuấn thử so sánh xem nếu như mà Tuấn nói về M50 hơn X-A7 thì hơn cái gì? Okay. Nói thì lát sẵn này sẽ nói X-A5, X-A7 hơn M50 ở chỗ nào cho em. Điều đầu tiên đấy mà các bạn có thể nhìn được hai cái này, các bạn biết ngay cái điểm khác nhau là gì. Thứ nhất đó là viewfinder. Ok, chính xác, em đồng ý. Đối với M50 giúp cho các bạn có viewfinder này, sẽ giúp cho các bạn khi mà các bạn chụp ngoài trời ấy. Tại vì nhiều khi ánh sáng mạnh quá chúng ta nhìn LCD nó rất mịn đỏ, thì khi đó chúng ta phải cần nhìn vào viewfinder để chúng ta nhìn. Khi đó chúng ta mới nhìn được, chúng ta biết được cái tiết kiệm pin hơn, đúng không? Chúng ta mới biết được ánh sáng đủ hay chưa, màu sắc như thế nào. Rồi, ok, M50 hơn viewfinder, anh chấp nhận. Tiếp nữa. Tiếp đến thì con M50 nó hơn được cái tốc độ chụp liên tiếp là 10 frame trên giây. Ok, 10 frame, con này 6 frame. Ok, chấp nhận. Ok. Tiếp đến ISO này. ISO con này đến 25.600 ISO. Ồ, con này ok, anh đồng ý, 12.800, thua hẳn một nữa. Đó. Thì đối với dòng này tất nhiên là chụp đêm thì tốt hơn rồi. Đó, vừa ngông ngắm này, vừa ISO cao hơn này, chụp liên tục nhiều hơn này. Rồi, về cái thế hệ chip thì sao? Thế hệ chip thì đều là hai thế hệ chip mới hết. Hai con này về cấu hình thì nó gần như là ngang nhau. Đó, thì ngoài cái điểm hơn đó thì ok, sau đây anh Đạt sẽ nói cái điểm hết rồi, đúng không? Hết rồi, đúng không? Đó. Đấy là những cái điểm mà nổi bật nhất đấy, mình sẽ nói cái điểm nổi bật nhất đấy. Còn anh sẽ nói cho Tuấn biết X-A7 tại sao vừa hơn tiền, và tại sao là hơn tiền, bởi vì nó có những tính năng ăn tiền ở chỗ này. Ok, khi ngắm là nó sẽ thua. Ok. Rồi, tiếp nữa là em thấy cái máy đẹp hơn không? Đẹp. Thời gian hơn rất nhiều. Nhìn thấy là ưng liền, đúng không? Sướng không? Ok. Hơn. Ok hơn nha. Cái hơn nữa là đáng giá trị nữa này. Chiếc chiếc X-A7 này sử dụng lens của XF, có nghĩa là sử dụng được tất cả các dòng lens của XT. Đó, có nghĩa là các bạn có thể thay ống kính rất là đơn giản. Hơn M50 này thì dùng ngàm, mà dùng len của M50 này rất là hạn chế, rất là ít len, đúng không? Con này dùng len rất là nhiều, mà len á, là cái quan trọng quyết định 50% bức ảnh ra có đẹp hay không. Đó, thì con này anh nói em là mua len rất là dễ mà đẹp tiền. Đó, ok chưa? Hơn chưa? Hơn về vẻ đẹp này, hơn cái bánh ngàm này, ok chưa? Đó, tiếp một cái hơn nữa mà ăn tiền luôn này. Hệ thống lên nét ngon hơn rất là nhiều so với M50. Hệ thống lên nét này được thừa hưởng từ đàn anh đi trước là X-T30 và X-T3, cực kỳ khổ. Hệ thống lên nét chỉ thua Sony thôi, Sony thì 64 không nói, nhưng mà trên X-T30 các bạn có thể biết hệ thống lên nét rất là chuẩn luôn, đuổi các kiểu. Đó, hơn chưa? Rồi, tiếp nữa này, mà đây 3.5 inch hơn con này 3 inch thôi, nhưng mà pin lại dùng lâu hơn, pin dùng được tới 500 shot, 400 shot, gần 500 shot, con này chỉ dùng được hơn 200 shot thôi. Ok chưa? Hơn chưa? Đấy, rồi là hệ thống lên nét hơn rồi đấy, còn là anh thấy cái hệ thống lên nét hơn là nó cũng kinh khủng hơn rồi đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái hệ thống lên nét nó chênh nhau mỗi pha máy nó chênh nhau phải tầm vài triệu là chuyện bình thường. Đó, còn chưa tính tới kể cả len này, len ông dễ sử dụng hơn len ông này. Đó. Rồi pin này, pin tốt hơn mà mình to hơn này. Rồi nếu như mà so sánh hiệu năng chụp thì cũng có thể là con này nó sẽ thua, nhưng mà Anh nói với em, ví dụ như con này mình chụp 10 frame mà hệ thống lên nét không tốt thì ao mất 4 frame, 5 frame rồi. Kể cả ao luôn cả 7 tấm luôn đó. Có thì để con này 6 tấm đúng không? Hệ thống lên nét ngon nó sẽ bắt nét được tức là 6 tấm luôn, ăn 100% ăn hết luôn, không có bị mất ao tấm nào. Đấy. Còn về vấn đề kính ngắm, kính ngắm đã dùng máy micro LED anh không thích dùng kính ngắm, anh chỉ thích dùng màn hình. Mà đặc biệt là người ta sợ không dùng kính ngắm là gì, sợ hết pin. Nhưng mà máy này là pin rất là lâu rồi, họ mua máy để dùng làm vlog thì mọi người thường mua thêm pin, hoặc là hãng được mua máy này các bạn mua X-A7 hiện tại được tặng thêm bộ pin nữa, đó là chụp tầm 1000 tấm quay phim chụp thoải mái trong một ngày. Nhưng mà nó đi lại thì giá tiền nó hơn mà, đúng không? Thế thì nó cao hơn chứ không phải là hai máy này giá tiền nó bằng nhau. M50 vẫn có cái tầm giá của M50 với cái tính năng như thế thì vẫn là trong cái tầm giá mà chúng ta mua được và là đang trên thị trường là khó ai thể cạnh tranh lại M50. Đối với tầm tiền của M50 thì đối với các bạn nào mà sử dụng những nhu cầu mà quay chụp đơn giản hoặc là quay vlog thì các bạn cũng có thể sử dụng được thoải mái. Nói chung M50 rất là lợi, ISO cao rất là lợi nên các bạn chụp hoặc là quay ở cái lúc mà tối ISO cao cũng hỗ trợ rất là tốt. Đấy, nhưng mà bị một hạn chế một cái là cái ngàm. Nếu như mà Canon mà sử dụng ngàm mà chung với ngàm EF thì thôi rồi luôn. Fujifilm chắc tôi đi là về sau. Đó là nếu thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta thì nó hơi xa. Nhưng mà Fujifilm này được cái em thấy là nó chất lượng hình ảnh. Còn nữa anh còn một cái hơn mà anh chưa nói này. Fujifilm với kinh nghiệm 80 năm làm màu phim, màu máy ảnh phim, các bạn trên đây có sẽ những cái filter mà Fujifilm đã ép sẵn cho những chiếc máy của Fuji của mình, của hãng. Đó, các bạn có thể là chọn giả lập màu phim. Cái màu phim này là cái rất cái đáng giá. Nhiều người ta chỉ vì cái màu phim này mà ta dùng Fuji thôi. Đó, các bạn mà muốn trải nghiệm Fuji thì hãy đến zShop, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tận. Đó, M50 cũng có hàng trải nghiệm, cũng có tư vấn cho các bạn để các bạn có sự trải nghiệm công minh nhất. Còn nếu như mà để nói về giá cả thì mình khẳng định rằng X-A7 hơn M50, bởi vì nó hơn ở những cái tính năng đáng tiền, đi thẳng vào cái mà nhu cầu hiện tại đang cần của mọi người. Còn chiếc M50 này của chúng ta thì nó ở tầm phân khúc khác, giá thấp hơn thì cũng vừa với túi tiền, của người dùng. Nhưng mà để về tính về hệ lens sau này thì M50 lại khá tốn kém hơn nếu như mà đầu tư hệ lens như của Fuji. Khá tốn kém. Đấy, mình nói về cái hệ lens, còn nếu mà dùng ngàm thì các bạn cũng biết là qua ngàm thì hệ thống lên nét nó sẽ không còn được như trước, không còn được 100%, nó sẽ thiếu. Còn nhưng mà nếu như mà là anh thì nếu như mà anh có tầm chi phí ít mà anh là nam thì anh cũng không, anh sẽ chọn M50. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầu của anh biết nó như thế nào. Đấy. Còn ví dụ như là anh có thêm một tí nữa chắc chắn anh sẽ lấy X-A7, bởi vì máy vừa đẹp vừa thời trang lại nhiều công nghệ giả lập màu phim rồi là hệ thống lên nét tốt hơn là một cái rất là đáng giá trị trên những chiếc máy này. Còn là ISO thì anh cũng không quan trọng lắm. Từ cái ISO thì lúc nào anh quay phim anh cũng không bao giờ kéo quá 1000. Ra thì nếu như mà nếu mà các bạn theo cái thích người mà thích selfie này, hoặc là thích sống ảo một chút, hoặc là hay quay vlog mà thích hình màu sắc đẹp thì các bạn có thể lấy X-A7 cũng được. Đấy. Khi các bạn nên lấy X-A7 bởi vì có những bộ giả lập màu phim này, cũng như là các bạn có thể để chế độ auto nhé, các bạn có thể chỉnh sửa màu da, làm cho da mịn hơn, da mịn hơn này, hoặc là làm cho cái phông mờ hơn, gọi là glow. Các bạn có thể làm mờ phông hơn. Có nghĩa là nó sẽ là sống ảo, kiểu như thế. Cũng vừa là sống ảo đúng không? X-A7 nó giá cao hơn mà đâu bằng tiền, nhưng mà nó bằng tiền nhau thì nó là trội hơn. Đúng kiểu tiền nào của đấy các bạn. Tiền nào của đấy chứ bây giờ lẻ ngon thì rất khó. Chốt lại thì trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã giới thiệu một cách khách quan và so sánh cho các bạn về M50 và X-A7 rồi. Thì nếu như các bạn nào còn có câu hỏi nào khác chi tiết hơn để so sánh thì các bạn có bình luận ở bên dưới, sau đó chúng mình sẽ giải đáp cho các bạn sớm nhất có thể. Đấy. Còn nếu như các bạn còn chưa yên tâm nữa thì mời các bạn qua zShop 264 Đại Hà để trải nghiệm từng máy một luôn, và cũng như là để cho chúng mình tư vấn thêm với các bạn. Đúng rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé.